Làm gì ngồi vô sự quá vậy? Mới bị đầy đây không vô sự sao được. Tiếc quá. Hôm nay xem được thì hôm khác. Anh làm như chỉ còn của bữa nay, các rạp cine Sài Gòn đều đóng cửa hết vậy. Không có, anh tiếc một dịp may. Vì hôm nay đó, anh muốn nói với em một chuyện khác thường những chuyện anh đã nói với em từ bấy lâu nay. À, em biết rồi. Chuyện gì? Anh muốn nhờ em làm mai chiến cùng lớp của em cho anh đó phải không? Đừng có nói bậy vậy nha. Chị Yến chị yêu anh lắm á. Nhưng mà anh không yêu cô Yến. Thì trước mặt cô gái này, có cậu trai nào dám nói là mình yêu cô gái nọ đâu. Thiệt tức quá đi. Em đã nghi quan cho anh rồi đó. Không tin anh thề cho em tin nè. Nếu không phải chị Yến là chị khác, thề thốt làm chi. Em biết cái người anh yêu mấy tháng nay là ai không? Làm sao em biết được? Mà thật ra em cũng không cần biết mà làm gì nữa. Cần chứ. Vì người anh yêu đó là là Trinh nè, được không? Là em. Phải, chính em là người con gái thơ ngây trong trắng mà anh đã trộm nhớ thầm yêu mấy tháng nay rồi. Nhưng gặp em, anh chẳng dám mở lời. Để về nhà đêm đêm nằm mày thao thức, nghĩ tức cho mình sao chẳng dám hở môi. Nhưng hôm nay đã gần đến ngày thi, anh muốn biết ý em để lo yên tâm học hành, kéo ngày đêm anh quên ăn bỏ ngủ. Cái chuyện yêu đương em chưa được hiểu rõ nè. Thôi anh biết rồi, hay là em đã yêu ai? Thật tình em chưa có yêu ai á. Mà riêng đối với anh nha, em cũng chưa hiểu được lòng em ra sao nữa. Em làm trên đây phải lo sợ, chắc kỳ thi này khó thi đậu, vì tâm trí đâu còn lo nghĩ chuyện học hành. Ê, anh mà thi rớt năm nay nha, chắc em khóc tối ngày à. Vậy em hãy hứa một lời, cho anh vững tinh thần mới mong thi đậu năm nay. Một lời hứa của em là một phương thuốc thần linh nghiệm, nó sẽ giúp anh hăng hái vui sống yêu đời và đem hết trí tài ganh đua cùng chúng bạn ở khoa thi. Em phải hứa làm sao đây? Em phải hứa là em sẽ là vợ của anh. Ý, không được đâu, em còn nhỏ lắm. Em hứa dành một lời đi. Đến năm mà em 20 tuổi đó, chúng mình sẽ tính việc hôn nhân. Hứa đi. Hứa đi mà. À, em hứa đó. Anh kỳ quá à. Con trên nhà không? Ý chết. Trời ơi, cậu Tư em dưới lòng xuyên mới lên. Thì mà không ông vô. Ông tánh lắm mà nội. Ý. Ý. Thôi thôi anh về. Ý anh về anh đụng đầu ông còn quý nữa. Ý làm sao đấy? Đâu có biết sao đây. Có trên nhà không? Dạ. Trời ơi. Dạ có. Trời làm sao bây giờ anh? Trời về không được, ở không được, làm sao đấy? Ai biết làm sao nữa. Sao? Khỏi lo, được rồi. Làm sao đó? Hen. Bây giờ cậu Tư cũng vô đây đó. Ừ. Cậu Tư thấy anh á, thì em nói với cậu Tư vậy nè. Nói sao? Nói dạ, đây là giáo sư của con. Giáo sư của em? Phải rồi. Hen. Anh ngồi xuống đi nha. Trên. Dạ, mở cửa đi nè. Làm vợ miết trong này vậy nè. Dạ. Ủa, đây là... Dạ, đây là giáo sư của con.
chào dạ, ông. Dạ, chào ông. Chào ông giáo sư à. Chà, nền học vấn bây giờ mở rộng nên mấy ông giáo sư gì nhỏ nhỏ không ha. À, xin lỗi, chẳng hay ông được bao nhiêu tuổi? Dạ thưa, tôi được 20 tuổi. 20 tuổi? Dạ. Ừ, giỏi hết sức không? Mới 20 tuổi mà làm giáo sư rồi ha. Chắc ông chưa vợ? Dạ chưa. Con Trinh cháu tôi cũng chưa chồng. Dạ. Kìa, cậu Tư, cậu lên tới hồi nào đó? Chị Hai, em mới lên vậy. Má, con. Sao vô nhà không lột cái nón xuống giùm chút nha. Ý, quên. Nãy giờ lên nói chuyện với ông giáo sư đây mà quên phức đi. Ủa, cậu Văn làm giáo sư hồi nào? Dạ. Dạ thưa cậu Tư, ngoài giờ học đó, cháu lãnh dạy kèm cho em ở Tư Gia cậu Tư à. Hèn chi hồi nãy mới bước vô gặp ổng đương kèm con Trinh nè. Thôi mà cậu Tư, tôi coi cậu Văn như là em cháu ở trong nhà vậy. Dạ thưa xin phép dì Hai cháu về. Cháu về đi Văn. Dạ, anh về nghe Trinh. Dạ thưa cậu Tư, cháu về. Cảm ơn cậu. Nè, cậu nhớ mai mốt về lại chơi. Dạ. Chiều nay đó tôi về mất rồi. Tôi sợ cái nước mốc họng của cậu quá đi. Thôi đi tắm rửa đi đi, rồi còn ăn cơm nữa, trưa rồi. Rồi cái chuyện nãy giờ chị tính bỏ qua luôn phải không? Cậu hơi đâu mà lo. Ở Sài Gòn này mà trai gái gặp với nhau là thường. Thường lắm. Nhưng đến thì lúc nó mang thai mới hổng thường phải không chị Hai? Có ai dám chê bai, có đâu đều đắng cay. Nói sao mà nghe nghịch cái lỗ tai, với chuyện nào mình cũng phải ngừa trước là hay. Cậu Tư đừng lo lắng, cháu không phải dại khờ. Tuy cháu còn nhỏ tuổi nhưng cháu biết lọc lừa. Đời bây giờ không phải như ngày xưa mà nghi cấm điều trai gái nghi gần nhau. Đâu có ai kiểu mình ngu mình dại, nhưng tới chuyện rồi khóc lóc với mẹ cha. Dạ con lỡ dạy con một lần. Một lần thôi cũng xấu cả tông môn. Nè, chắc chị còn nhớ cái chuyện hồi 17 năm về trước chứ. Thôi mà cậu đi tắm đi. Ủa, còn xách nón đi đâu nữa đó? Lo nói chuyện quên phức cái xe heo bên Chánh Hưng. Qua bển của giá cả làm sao đây? Tôi đi nè. Xin mời vào. Dạ chào ông. Hằng, mình còn nhớ anh không? Ông là ông Phùng. Phải, mình vẫn còn nhớ anh, Hằng. Nhớ chứ. Làm sao tôi quên được ông Phùng là người yêu của tôi 17 năm về trước. Cảm ơn mình. Và anh tìm tới đây thăm mình thì mình cũng đủ biết là không bao giờ anh quên mình và con. Cảm ơn ông. Nhưng chắc ông còn nhớ, khi tôi cho ông hay là tôi đã có mang thai, ông lại giả vờ mừng rỡ bảo với tôi rằng trong ngày mai anh sẽ xin phép với cha mẹ để làm lễ cưới em, có trễ lắm là cuối tháng này. Nhưng rồi ông nhẫn tâm, ông lại bỏ đi chỗ biệt dạng. Sau này tôi mới nghĩ rõ ra thì ông đã đi cưới cô Xuân. Anh xin mình chớ nên buồn phiền oán giận, bởi thương mẹ già nua nên anh phải lỗi với người yêu. Vậy anh xin mình cho anh được thấy mặt con, để cho nó khỏi phải tủi thầm là đứa trẻ không cha. Ông à, ông khỏi cần phải lo, nó đã tuổi thân nó bất hạnh, bởi cha nó là kẻ nghi nhẫn tâm bỏ mẹ nó lúc mang thai. Tôi cảm ơn ông. Ông nói chuyện với tôi nhiều rồi ông à. Tôi mời ông ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đi. Mình, anh đã cạn lời mình vẫn khư khư xua đuổi thì sao? Bây giờ với bất cứ giá nào tôi cũng nhất định bắt cho được con Trinh. Trinh đâu? Trinh! Thưa ba, con đây. Trinh, từ nãy giờ con... Con đã nghe hết rồi má. Con đi ra sao? Má cấm con. Coi kìa, cãi má hả? Má đập con chết bây giờ nè. Má ơi, con xin má chớ nên nóng giận, con chỉ xin được cùng ba con chuyện vắn đôi lời. Thưa ba nghe ba nuôi, con nghĩ cảm ơn ba nhiều rồi. Nhưng tương lai con đã của má con lo, con không dám làm phiền đến ba đâu. Bôi phải chỉ nằm ngoài cô ba nuôi dưỡng, lúc mà con đau tận tử nhất sanh, thì năm nay con đâu cô thi rớt vì bê trễ sự học hành.
Con à, hồi trước ba chưa gặp con thì làm sao ba lo cho con được. Nhưng kể từ đây ba sẽ thương yêu con, đùm bọc con. Trinh, con hãy đi theo ba, đi. Không, cô không bỏ má con được. Tôi tưởng con nó nói bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi ông à. Ông hãy đi về đi là hơn. Mình đừng có chọc tức tôi. Tôi sợ con Trinh nó tủi nhục, cho nên tôi không nói đến việc nhơ nhớp của mình là tôi biết điều lắm rồi. Nhưng tôi mong ông hãy biết điều thêm một chút nữa là ông lập tức ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đi. Ông hãy đi đi. Trễ lắm là ba hôm nữa tôi sẽ bắt con Trinh lại. Tôi chờ ông đây nè. Sẽ tới, chào ba. Má, cô sợ quá mà. Con đừng sợ, má sẽ bảo bọc cho con đến ngày má nhắm mắt. Má. Dạ xin lỗi, ông có phải là ông Phùng không? Dạ phải, nhưng mà tôi không nhớ là có quen với ông à. Hồi 13 tuổi tôi thường đem thơ của ông đem lại cho chị tôi, rồi đem thơ của chị tôi lại cho ông. Đó, nhớ kỹ coi, quen không? À, vậy ông đây là... À, Tư Kiên. Ờ, à, cậu Kiên. Em ruột chị Hằng. Ờ, à, biết rồi. Lâu quá tôi quên mất. Dạ. Cậu ở Long Xuyên mới lên chơi. Dạ, lên hồi sáng anh. Chắc là cậu ở đằng nhà của... Ừ, ở nhà chị tôi á. Ờ, à, khoảng 11, 12 giờ trưa này tôi có lại thăm chị cậu. Vậy hả? À, hồi anh lợi tôi ở bên lò heo Chánh Hưng. Chắc là chị cậu có nói lại cái chuyện... À, biết rồi. Cái chuyện anh muốn bắt Trinh đó mà. Không. Nói bắt thì quá đáng. Yeah. Chứ cậu nghĩ coi có người cha nào mà không biết thương con. Ừ, nhất phải. Là cái đứa con lạc loài như con Trinh. Ừ. Bởi vậy hơn 2 tháng nay tôi đi dò hỏi khắp nơi để mà. Nói vậy anh mới có ý nghĩ bắt con Trinh lại kể từ 2 tháng trở lại đây thôi. Không, lâu lắm chứ. Yeah, hả? Nhưng mà lần nào tìm cũng gặp. Cứ mỗi lần tìm 2 tháng, mỗi lần 2 tháng, nói 2 tháng cho nó gọn. Nhưng mà... Dạ, phải mà. Chắc anh cũng biết rằng chị tôi không bao giờ để cho anh bắt con Trinh chứ. Tôi biết trước như vậy cậu à. Nhưng mà tôi đã có cách. Anh có cách hả? Cách nào à, tôi không hiểu. Chứ còn tôi không biết anh nghĩ như sao mà anh lại đòi bắt con Trinh. Nghĩ gì đâu. Bây giờ tôi không thèm nhắc chuyện cũ chi dài dòng ha? Mà tôi chỉ nói thẳng với anh rằng anh đã quá nhẫn tâm nhiều với chị tôi rồi. Cậu Tư à, xin cậu hãy bỏ qua những chuyện ngày xưa. Có đang nói là nói chuyện bây giờ nè. Đổi lại tôi là anh thì không có chuyện gì để phải nói anh à. Chỉ có một nước hả là tôi trốn mất đi mà thôi. Nè, tôi khuyên cậu đừng nặng lời với tôi. Chuyện gì tới cậu mà cậu lại lôi thôi. Chuyện tương lai của cháu, chuyện hạnh phúc chị tôi, tôi nhất định tôi bảo vệ tới kỳ cùng. À thì tôi cũng quyết lòng bắt cho được con Trinh. Chào cậu. Ờ, bắt đi. Tôi thích á. À ha, Trinh, đi đâu đó? Dạ, cháu đi... Trời ơi, Trinh ơi! Ủa? Trinh! Con giáo sư đi nữa hả? Cái này thuộc về kèm trẻ em ở ngoài đường rồi à. Dạ, thưa cậu Tư. Dạ, cháu xin thú thật với cậu Tư. Ừ? Dạ. Sao? Cháu thương em Trinh. Hả? À, mà em Trinh cũng thương cháu nữa, cậu Tư ơi. Ý, không có đâu cậu Tư ơi. Ai thương anh này hồi nào, anh này nó kỳ quá ta. Không có sao người ta nói. Dạ, hồi sáng này anh đến hỏi cưới con à. Rồi sao nữa? Dạ, con nói cưới thì được. Ủa? À, nhưng mà do sự định đoạt của má con và cậu á. Nghe nữa? Dạ. À, biết vậy là cậu mừng. Thấy không? Còn dạ. Phần cậu Văn, tôi mong rằng cậu đừng vì một giây phút say sưa bồng bột nào đó mà làm tổn thương danh giá của cháu thôi. Ha? Trinh. Dạ. Cháu thương mẹ thì ráng giữ, đừng cho mẹ cháu buồn nữa nghe cháu. Dạ. Thôi, tao về Long Xuyên trước à. Dạ. Về cậu. Dạ. Trời ơi, thiệt là tiền hung hậu kiết rồi ha. Ê, thôi anh về đi nha. Em cũng về luôn. Lỡ quớ gặp ổng lần nữa là bị đòn. Mình mới về hả mình? Kìa, có chuyện gì mà mình có vẻ giận dữ vậy? Chuyện gì chắc mình đã dư biết mà. Em có làm việc gì lỗi với mình đâu. Tôi muốn hỏi mình đi đâu mà cả buổi không lại đây. Mình đi cùng ai và làm chi? Mình chớ vội ghen hờn rồi nóng giận. Bởi em tôi từ nơi quê nhà mới lên hồi sáng này. Vô lý lắm. Má ơi, má có sao không má? Con, ai chỉ con lại đây? Có bức thơ gửi cho con nói má đang bị người ta ám hại tại nhà này nè. Má không có bị ai ám hại hết con à. Ủa, sao lạ vậy má? Còn ông này là ông nào vậy má? Là ba của con. Ba của tôi? Má, ông này là ba của con hả má? Phải.
Sao người hồi trưa nhà mình má cũng nói là ba của con nữa. Hèn chi. Mình đừng giấu nóng giận. Người hồi trưa là ba ruột của con Trinh đó. Anh đến anh đòi bắt con Trinh lại. Rồi vì ông này là ba ghẻ của con hả má? Phải. Nhưng con đừng có ngại điều đó. Ba sẽ thu xếp cho con cùng ở chung với ba má. Không, con không chịu như vậy đâu. Má định bỏ con sao má? Mới hồi nào tới giờ má sống hầm yêu với con dài. Làm thơ khi lãnh tiền từng tháng nuôi con. Má nuôi rằng dầu chết cũng chẳng bỏ con. Sau nay má lại đành lòng đi tay nha. Mới kể từ nay sớm hôm hiu hoành. Thôi thôi một thân trong những đêm vô lạnh mưa buồn. Má nghĩ đâu còn để ăn nghỉ ủi vuốt kia ve. Những lúc con ốm đào ai thức với con suốt kia cả đêm thâu. Chính tay má mua sắm cho con từng cây son ngọ phân. Từng cái áo cây khăn đến cây lửa đôi giày. Ôi kể làm sao chú hết đi tình mẹ thương con sâu rồng. Rồi nay má lại đành lòng mà bỏ con của má bờ giờ. Con ơi má biết nói sao con hiểu nỗi đớn đau khi má phải đi lấy chồng. Thôi con hãy trở về chứ biết làm gì những chuyện thương tâm. Má vẫn thương con đừng buồn má tình mẫu ý tử vẫn mặn nồng. Trinh con à, 40 mấy năm trời rồi bà sống trơ trọi có một mình, không vợ không con. Má con là người đàn bà đầu tiên đến với ba, có thể nói là người đàn bà lý tưởng mà hơn 40 năm trời ba mới tìm gặp. Ai là người đàn bà lý tưởng mà hơn 40 năm trời mình mới tìm gặp với mình? Ô kìa, mình, trời ơi, mình đi đâu đây? Đi đâu à? Đi đến đây để kiếm mình chứ đi đâu. Thôi mà anh xin mình mà. Mình nên yên dạ tôi không làm gì đâu. Mình ơi hôm nay đã dĩ lỡ xin mình chớ có lạ òm mà xấu hổ cả đôi bên. Nếu không nhờ người đàn ông lạ mặt chỉ cho tôi rõ ở nơi đây thì làm sao tôi biết cứ được cái tổ quyên ương vô cùng ấm cúng do mình xây lên để sống với cô Hằng. Thôi mà. Này cô thơ ký trá hình của mấy ông chú đa tình. Đến giờ phút này tôi mới rõ được mặt cô. Mình ơi xin mình chớ có nói nặng lời. Cô ấy khổ nhiều rồi. Thôi anh xin thề đoạn tiệt cái từ đây. Mình tưởng là tôi sẽ xử sự với cô Hằng một cách thô bỉ như những người đàn bà trước đây sao? Không, mình cứ yên tâm đi. Cô Hằng, chắc cô đã và đang sống một cuộc đời sung sướng lắm. Nên cô đâu có biết được rằng trong khi cô ăn cơm Tây, cơm Tàu, cười giỡn thỏa thê với chồng tôi trong căn nhà lịch sử, trước những đồ đạc sang trọng như thế này, thì bầy con 6 đứa của tôi đó, nó phải ăn rau luộc với cá kho tương cả tháng trời mới ăn thịt được một lần cô à. Thì trong khi cô và con gái cưng của cô đây mặc toàn là quần hàng áo lụa, đeo những nữ trang đắt giá, đi dài cao gót cả gang tay, thì đứa con gái lớn của tôi đó, nó không có thứ ba cái áo dài gọi là quay được nữa cô. Cô có con, chắc cô đã biết tình mẹ thương con. Nhưng cô không có bị chồng lạnh nhạt, bỏ phế gia đình, con cái ngày này qua ngày kia. Thì cô đâu có biết nỗi chua xót đắng cay của tôi và những nạn nhân khác của cô. Tôi nói bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Tôi muốn có một cuộc thu xếp dứt khoát do nó sự hiểu biết của cô. Bằng ngược lại thì cô cũng nên biết giùm, ai cũng phải lo cho gia đình ấm êm.
Vì thế mà buộc lòng tôi phải lắm tiếng nặng lời, hay có những thái độ sổ sàng bất nhã như những người đàn bà mà cô đã biết qua. Còn mình, sao mình vẫn lặng yên, đến nước này mà mình chưa chịu về nữa sao? Về chớ, nhưng mà mình về trước đi, anh nói chuyện rồi anh sẽ đi về liền. Không, tôi muốn mình cùng về một lượt với tôi. Con, mình đi về nhà mình đi con. Má, con đi về đâu bây giờ má? Ở đâu con cũng chỉ thấy những cái nhìn khinh bỉ, và ở đâu con cũng chỉ nghe tiếng cười cợt mỉa mai. Đành rằng con không lớn được như ngày nay, công ơn của má sanh bằng trời biển. Nhưng mà nghĩ coi, chẳng thà con không hay không biết, như người mù cam sông trong cảnh tôi tâm, thà như vậy mà con bằng lòng con vui thu vào sân. Chiều nay con nói thiệt, không lòng giả nào con ngồi an hương. Phải chi từ trước tới nay mà đừng dạy cho con những điều đức hạnh, đừng cho con đi học, đừng cho con tiếp xúc với những người đứng đắn đàng hoàng, mà cứ để con sống như một đứa con quan. Thà như vậy mà con ít đơn đau và tủi nhục. Những lời con phiền trách má là có lý, nhưng con ơi, thật ra má có vui sướng gì đâu. Trong lúc con vui giỡn với bạn bè trong nhà rộng cửa cao, thì má lại bị người khinh kẻ thì. Và trong lúc con được ăn ngon mặc đẹp, con được đến trường để học những lẽ phải điều hay, thì má vì ngậm đắng nuốt cay và đem tấm thân này hiến dâng cho người chồng không nghĩa không tình. Có thương gì đâu mà cũng phải nói chuyện ân tình, trong khi má tựa dây kề bên người chồng hờ duyên tâm, thì ngoài mặt của má cười vui như là một ngày xuân mơ hồi, mà trong lòng má não nề như tiễn đưa một người thân đi về nơi xứ chết. Khi mà chịu đựng không nổi những xấu xa nhơ nhốt, mà muốn chết đi cho rồi một số kiếp đoạn trường. Nhưng mà thương làm sao cho một chung nỗi vui buồn, yêu mến làm sao đôi mắt mơ màng một tâm hồn trong trắng ngây thơ. Con ơi, nếu má chết rồi con ở với ai đây? Cuộc đời muôn đắng ngàn cay, trăm khổ vạn đau sẽ đưa con về đâu khi môi sầu vừa chôm nở nụ cười xuân. Con ơi, ý định của má là cố gắng tạo cho con một sự nghiệp, nuôi cho con ăn học đến thành tài, rồi chú con nên vợ nên chồng đủ đảm bảo tương lai. Chừng đó má sẽ vào cửa Phật tu thân sám hối, má tin con hiểu cho má mà bỏ qua mọi việc cũ. Từ đây má sẽ lo tạo tầng bán buôn để nuôi con sum tôi học hành. Ôi, con nào dám quên công ơn dưỡng dục sanh thành, nhưng bao nhiêu tuổi nhục khiến lòng con não này chua xót. Ta con sống trong chòi tranh dịch đức áo dài quần bộ không dép phía không mà dài, nhưng mà con được yên vui trong cảnh túng nghèo, chứ lỗ là gấm dứt dòng vàng chối hột, bao nhiêu chỉ càng thêm tội nhục bấy nhiêu. Mau nhà cao cửa.
sống sang trọng mà chi. Nhìn cái đẹp bên ngoài càng thêm chua xót, vì có ai quý trọng chi mình. Con như người đang lạc khi bước giữa rừng đêm hoang vắng lạnh lùng, mà những lời nói của má chỉ là ngày ánh lửa bập bùng, không đổ xôi sang nẻo mòn của người đang lạc lối. Mời ai cô bị sông tô dồi dập mới biết biển cả là hiểm nguy. Nhưng trời ơi, tôi là con, tôi không phép nói gì. Cô đau phải chịu, cô khổ phải cam. Tôi chỉ cầu xin đứng thiêng liêng, hãy giúp cho tôi quên đi những điều đã nghe thấy, để tôi yên lòng vui sống với má tôi trước sau sao trước vẹn một kỷ niệm. Thưa cô, có thư của cô Trinh. Dạ, cho tôi biết thư này của ai thì tôi mới dám nhận ạ. Thưa cô, thơ của cậu Văn. Dạ, thưa cô anh Văn, em Trinh thân mến, vì nghi ngờ nôn theo em nên vô tình anh biết được việc làm của dì hai, mà anh không ngờ là có thể cô. Lúc đó anh muốn chạy vào nói thẳng với em trước mặt dì hai những lời mà có lẽ làm em đau đớn lắm, nhưng anh không đành, anh thật thiểu ra về. Trinh ơi, chắc là chúng ta phải xa nhau rồi. Anh không biết dì hai có đang trách không, nhưng sao anh cảm thấy dì hai ác độc quá. Thôi thì ta hẹn ở kiếp sau em nhé. Vâng. Má, má, đời con hết rồi. Con, Trinh, con chạy đi đâu vậy? Trinh. 13, 14, 15, 16, ai đó? 17, vô đi. 18, 19. Làm gì anh hai? À, cậu Tư, 20. Ừ? À, thuốc này phải uống đúng 20 nhiễu. Ừ. Sao à? Ủa, quên nữa. Chị à? Tôi sai nó đi công chuyện rồi. Thôi cậu ngồi đây tôi rót nước cậu uống. Ơi, mất công. Cảm ơn anh. Nhà anh hai bảnh quá ha. Bảnh gì cậu ơi. Coi cái vỏ vậy chứ còn cái ruột là bê bối lắm. Nè, sao thời buổi này cậu không cúp cái xi nhông đi cho rồi. Để coi nó cũ quá cậu Tư. Ở đời mà anh, đâu có gì cũ gì mới. Cũ mới thì chẳng qua tại lòng mình thôi chứ. Biết vậy rồi, nhưng mà giữa chỗ phồn qua đô hội này mà cậu cứ vác cái đầu tóc cậu đi cùng đường coi nó chướng mắt làm sao á. Ủa, nói vậy tôi vác cái mặt tôi lại đây để nhanh công kích cái đầu tóc tôi hả? Chướng là không chướng gì thì mặt xác cao tôi, ăn nhậu gì tới anh đâu, bơi tóc hay là không do ý thích của mỗi người, miễn là ý thích kia đừng có thiệt hại chi đến quyền lợi của ai thôi. Đã biết vậy rồi, nhưng con người phục thiện thì phải biết tùy thời. Bởi ngày nay thiên hạ họ văn minh thì mình cũng phải tiến theo chứ. Thôi thôi anh ơi, đời anh có chắc kỳ tốt đẹp mà anh lại hồng cao rao đi truyền bá văn minh. Cũng vì cái mã của anh, chị hai tôi lầm ngày nay mới có con Trinh. Cậu sao nói lạ, cái chuyện xưa nó đã nguội lạnh mà. Nhưng mà vết thương xưa chính tay anh ghi lại cho người ta phải mang thêm hận. Hận cái gì? Rồi bây giờ cậu định tới đây để cậu gây với tôi hay sao đây? Cái gì mà gây? Gây là khi nào có một đứa trong chúng ta không biết lẽ phải, hoặc là biết mà không nhìn nhận kìa. Chị hai tôi á, gửi thơ kêu tôi từ Long Xuyên lên đây nói chuyện với anh. Sao chị hai cậu không lại đây? Chị không lợi tôi lợi được không anh? Vậy nó móc hồng. Tôi hỏi anh nghĩ sao mà anh bắt con Trinh? Cậu hỏi lạ không? Tự ý nó về đây chứ bộ tôi bắt nó. Mà ví dầu tôi có bắt á là tôi bắt con của tôi chứ bộ tôi bắt con của... Anh đừng nói bậy nha. Phải thơ này anh viết không? Ừ, tôi viết đó. Tôi làm cho nó thấy cái đời sống nhơ nhớp của má nó. Bổn phận làm cha buộc tôi phải hành động như vậy. Ai có quyền gì ngăn cấm tôi đó nè. Làm bổn phận. Làm bổn phận tại sao anh không hành động một cách minh bạch mà đi lén lút? Sao anh không bắt đầu làm bổn phận từ khi con Trinh nó nằm ở trong bụng mẹ nó? Bổn phận một thằng ăn cướp giật máu nước mắt công trình mang nặng đẻ đau của một người đàn bà. Ê, cậu Tư, nếu như tôi không nghĩ đến chút cựu tình, chắc là tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà liền. Cậu đừng khoe khoang lý sự của thằng lái heo, tôi không muốn nghe đâu.
Tôi chỉ muốn nói cho rõ chuyện một thằng lừa gạt có một tầm tanh bất nhân đi bày kế đi bắt con. Thưa cậu Tư, mày còn nhớ mặt tao sao? Nếu mày nhớ tao sao má mày mày không nhớ Trinh? Con làm sao quên má con được cậu Tư? Nhớ, nhớ mà mới cách mấy ngày nay chị đứng đón mày trước cửa trường, trời mưa ướt như chuột lòng. Vậy mày chừng mày ra, chị kêu Trinh một tiếng, mày ngó lại rồi kêu taxi đi thuốc. Con cái đời nay vậy sao Trinh? Cậu ơi, suốt mười mấy năm nay má con sống chỉ vì con. Cậu ơi, má con chịu nhiều nỗi đắng cay vì tai tiếng thị phi. Con chưa rằng chuyện đưa qua không còn chi ân hận, kể như ba con đã chết rồi trong tâm tưởng mọi người. Nhưng mới đây con vừa vỡ lẽ ra rằng trong đời sống người ta, ngoài câu mẫu tử tâm tình vẫn còn danh giá gia đình. Nếu má con làm ô nhục con phải tìm đến ba con. Cậu không cho những việc đó là ô nhục và chạm đến danh giá gia đình. Nhưng cháu hãy hình dung lại 17 năm trước. Vì 17 năm trước một người con gái không chồng mà có chữa duy như cục đa năm trăm hút những lời nguyền rủa khinh khi. Vậy mà má cháu vẫn còn gan nuôi dưỡng sự ô nhục kia cho đến một ngày sinh nở. Dư luận khắc khe khiến cho má cháu phải cam tâm lìa xứ sở mang khi bào thay ba tháng nơi đất lạ quê người. Ngày thì lo may mướn để sinh nhai, còn tối lại trong đèn mây sẵn cho con từng manh quần tâm ta. Trinh ơi, cậu nhớ lại lúc sanh ra cháu chị hai nghèo quá, không có tiền mua sữa nên phải cho con bú đỡ bằng nước cháo pha đường. Mà cháu đau vì quá lo buồn, trước ngày sanh chinh tay cậu cùng má cháu mới che cái trái bên hè của người chú bà con. Đâu có dây lót giường má cháu phi nằm đỡ trên la chuối non. Không có tiền bạc mua than cậu phải đi vờ nghe từng nghe khúc cuối đem về. Cậu tôi cháu đâu dám quên ơn sanh thành dưỡng dục mà má cháu đã khổ công mười mấy năm mà trường. Nhưng cậu nghĩ coi từ ngày cháu nguy đặng trưởng thành, má cháu bảo rằng cha con đã chết thì cháu vẫn một dạ tin theo. Mà dí dầu ba cháu còn sống đi nữa, cháu cũng không đành bỏ má cháu đi theo cha. Ngày nay chuyện nhục nhã xảy ra, chứ phải nén lòng lìa má theo cha. Cậu không ngờ cháu trọng danh dự của cháu quá. Danh dự của cháu lớn hơn chinh thang cưu mang và 17 năm nuôi dưỡng. Trời ơi Trinh, cậu Tư, cháu rất buồn mà nói với cậu rằng những điều cậu vừa nói đó cháu cũng thường hay ngẫm nghĩ. Nhưng càng nghĩ cháu cảm thấy cần phải ra đi. Mặc dầu mẹ con cháu phải xa nhau, nhưng cháu vẫn kính yêu má cháu. Nhưng cậu nghĩ coi nếu tất cả những bà mẹ đều gì không muốn cho con của mình phải thua kém người ta, mà chẳng tôi từ những việc xấu xa, tự hỏi khi nó hiểu chuyện ra thì nhục nhã đến nơi gần nào. Thôi, cậu
cậu nói ráo nước miếng rồi. Cậu binh cái lý của cậu, cháu binh cái lý của cháu. Không phải cậu nói ra biện hộ cho người chỉ ruột của cậu, hay quảng cáo sự đau buồn của má cháu mà đem bán cho kẻ hảo tâm nào. Cậu chỉ đến đây nói cho cháu biết rằng bất cứ bà mẹ nào cũng đều yêu con đến mức điên cuồng hết. Như con gà mái lúc nào cũng sẵn sàng bung đôi cánh rộng đi che chở cho đàn con trước móng vuốt của diều hâu. Vì yêu điên cuồng cho nên má cháu dám đứng đi hàng giờ, chịu gió chịu mưa để đi đợi con đi giờ tan học trước khi cổng trường. Nhưng vì đứa con không nhìn mặt mẹ nó xíu đi bên vệ đường, cho nên phi chở vào bệnh viện đến khi tỉnh đại rồi mà lúc khi nào cũng khóc đòi gặp được con. Trinh, trời ơi, có ai mà điên cuồng như vậy đâu Trinh. Cậu Tư, cậu Tư. Cha đó đâu rồi? Cái đồ nói chuyện dai như đĩa đói. Ai mà thấy cái đầu tóc nó tưởng nó dốt là lầm. Cái thằng không mở miệng ra thôi, mở miệng ra chuyên môn nó móc họng. Trinh, sao con? Con định sang năm thi đậu rồi con có chồng không? Con á, trời ơi, con mới 17 tuổi mà có chồng gì ba? Thì sang năm 18 tuổi rồi. Mà thôi, ba chẳng giấu gì con. Ba đang tìm nơi vừa đứng đắn vừa giàu sang để cho con trao thân gửi phận. Không, hiện giờ con chưa nghĩ gì đến chuyện hôn nhân. À, kìa, khách lại. Thôi con vô lo rót nước cho người ta uống đi. Dạ. Chào anh ba. Dạ, chào ông chủ. Đây là anh ba Phùng, chủ nhà. Còn đây là thằng Văn. Cháu nó kêu tôi bằng chú. Dạ, chào ông. Dạ, mời ông và cậu ngồi. Trinh à, rót nước uống con. Dạ. Anh năm nay được bao nhiêu rồi anh ba ha? Dạ, tôi 42 rồi ông chủ. Ý, lớn hơn tôi 2 tuổi. Còn cô Trinh đây là... Dạ, con gái đầu lòng của tôi đó ông chủ. Nó thất lạc mười mấy năm nay tôi mới tìm được. Con à, ông Út đây là giám đốc hãng xuất nhập cảng hiệu con dế đó con. Còn cậu Văn đây là cháu kêu ông bằng chú. À, anh ba, cái chuyện mà anh em mình tính hôm trước phải không? Nay tôi bằng lòng lắm vậy nè. Dạ, sẵn đây tôi mời ông... Ải, anh kêu tôi bằng em cháu, dễ nghe hơn mà anh ba. Dạ, được. À, tôi mời em qua phòng giấy để mình tính cái chuyện này cho nó dứt khoát. Anh Văn, bức thơ từ giả của anh tôi đã đúng. Kể như tôi và anh không còn quen biết nhau. Không ngờ hôm nay anh lại đi hỏi vợ. Tôi lại càng chán nản anh thêm nữa. Trinh, Trinh, tôi có lỗi với Trinh thật. Phải mà, trước kia tôi có một quyết định vội vàng quá. Anh không cần phải hối hận. Anh có quyền đi coi vợ, còn ân hay không nó là quyền của tôi nè. Chào anh à. Không, Trinh, Trinh đã hiểu lầm một sự thật. Một sự thật cay đắng éo le mà buộc lòng Văn phải giải bài cho Trinh rõ để khỏi đớn đau hận tuổi sau này. Số là bác ba có thiếu chú tôi một số nợ lâu rồi. Chắc là bác tự biết mình trả không nổi nên bác nhờ đến Trinh. Trinh không bưng là càng tốt nhất, vì chú tôi mới là người đi hỏi vợ. Còn tôi chỉ đi theo chú ruột của mình. Sao? Chú anh cưới tôi? Phải. Trinh, có ai hỏi Trinh giùm trả lời. Tôi đã về rồi. Chào Trinh. Anh Văn, anh Văn, anh nói thật không anh Văn? Ừ, gì vậy con? Bởi cuộc sống không nổi đâu. Ở với má không được, ở với ba ba cũng không được nữa. Trời ơi. Gì vậy cả? Ông về đi. Mày chết mẹ nghe Trinh. Em cho tôi xin lỗi. Bây giờ em chịu phiền ra xe để tôi xử con nhỏ này mới được. Sa, ra đóng cửa trước lại. Chị khóa luôn cửa này đi. Trinh, tại sao con hỗn hào vậy? Con làm cho ba mất mặt với khách thấy không? Đồ vô giáo dục. Mười mấy năm nay má mày dạy mẹ ăn nói vậy đó phải không? Thưa ba, ba cứ gả con đi. Nhưng ba đừng gả con cho một ông già 40 tuổi. Con nhục lắm ba. Ai nói với mày 40 tuổi là già? Mày giả tỷ cho 40 tuổi là già đi. Nhưng cũng chẳng có hề gì. Tuổi càng cao thì yêu vợ càng nhiều. Con nên biết rằng những anh chồng trẻ đẹp thường hay chơi bời bỏ với vợ con.
Tại sao con không cân phân lợi hại lại cãi lời ba? Con thật là khờ dại. Ba nhất định rồi con phải nghe ba. Ba ơi ba nỡ lòng nào ép buộc con một lão già tuổi đã 40. Thật không ngờ giờ đây con mới rõ ba bắt con về để trả nợ cho người ta. Mày cả gan dám ăn nói hỗn hào. Tao là cha mày, tao có quyền được ép Dương con. Nếu cãi lời tao, tao đập cho bể đầu. Con gái lớn rồi thì phải tính việc hôn nhân. Bởi phải chỉ bởi ép Duyên con là muốn gầy dẫn cho con một cuộc đời sung sướng. Thì con đã muốn đội ơn ba mà hoang hoảng dâng lời. Trái lại bởi ép Duyên con để trả nợ cho người. Vì sở nghiệp, vì hạnh phúc của riêng ba mà ba xô con xuống dùng bụng nhớ. Ôi, con xin ba nghĩ lại lúc nào ba cũng là ba của con. Nhưng đối với việc trái lòng con thì dầu chết con cũng không sao ép dạ để dâng nghi lời. Đồ mất dạy, đồ con bỏ rừng. Má mày dạy dỗ mày mười mấy năm nay là để ăn nói vậy đó phải không? Thưa ba, ma con dạy con sự hy sinh của một người mẹ. Còn ba dạy con sự lợi dụng của một người cha. Sao ba không sám hối tội tình ba đối với ma con từ 17 năm qua? Ba lại gây thêm cho con điều hận phiền tối hổ. Ba nhìn nhận con bắt con đem về không phải vì mối tâm tình phụ tử, mà chỉ vì lòng ích kỷ, vì tư lợi nhỏ nhen. Ba muốn cho con tan vỡ cuộc đời. Trời ơi, sao mới 17 tuổi đầu mà tôi phải trải qua những ngày tê lương đen tối. Lánh xa người mẹ lỗi lầm, để xa vào cám bẫy của người cha. Được rồi, tao bỏ đói mày. Tao nhốt mày cho đến khi nào mày chịu nghe lời thì thôi. Ba thả con ra. Ba. Tao cho mày cứng đầu, ba. Cho chết. Ba. Chị hai, chị ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi chị. Cậu Tư à, cậu lấy tấm mình con Trinh cậu lau dùm cho sạch bụi đi cậu Tư. Để tôi được nhìn thấy rõ mặt con. Nó đi rồi, đứa con bằng thịt bằng xương. Chỉ nhìn hình bằng giấy cho đỡ phần thương nhớ. Chị hai ơi, em khuyên chị hãy nghĩ cho phần của chị gầy yếu. Lâm thương nhớ nghi hao mòn hình thể chỉ gió vàng. Nếu không sống với con thà chết con hơn. Nếu chị cô chết đi con tin tưởng nghĩa trở về. Cậu hãy trao giùm cho nó nghi bức thơ nghi và cậu nói rằng mẹ vẫn thương con. Ai gõ cửa? Cha con Trinh nó về. Cậu ra mở cửa mau đi. Cậu. Dạ, để em chị. Ủa, ông Phùng, con tôi đâu? Ông, con tôi đâu? Con Trinh nó bỏ nhà tôi, nó đi đâu rồi? Trời, nó đi rồi. Chị hai, nó đi hồi nào ông? Có lẽ nó đi hồi khuya. Sáng ra thì không có nó ở nhà tôi nữa. Tôi tưởng nó về đây rồi. Ông Phùng, ông đã hành hạ đại ái con tôi như thế nào đến đổi nó phải bỏ ra đi? Cậu Kiên, dạ. Cậu làm sao đi tìm kiếm con Trinh đem về đây cho chị? Vì những giây phút chị chờ đợi con thơ càng làm cho chị sức mòn hơi tàn. Nếu thương chị thì cậu hãy đi kiếm đi tìm, tìm đem về đây cho chị. Để chỉ được nghe giọng cười tiếng nói thơ ngây. Và được nhìn rõ hình dốc gầy gầy. Mà từ 17 năm nay nó khăng khít với chị đây. Cũng như là hình giới bóng. Mình yên lòng đi. Trước khi đến đây tôi có cho người nhà đi tìm kiếm con rồi.
và tôi dặn hãy khi nào kiếm được nó thì tới đây cho tôi hay. Ông Phụng, ông ơi, đã có lần tôi hết gia tin ông, nhưng chính ông đã dứt chết đi niềm tin tưởng ấy từ năm nào. Bây giờ tôi không dám làm phiền ông nữa, còn riêng về việc con Trinh nó bỏ nhà ông nó ra đi, tôi không cần tìm hiểu nguyên do, mà tôi chỉ xin ông một điều là khi tôi tìm kiếm được con tôi, xin ông đừng đeo đuổi làm khổ mẹ con tôi nữa. Và ông hãy coi như là mẹ con của tôi đã chết đi từ lâu. Mình đừng có nói như vậy, không tìm được con Trinh á, tôi còn khổ hơn mình nữa kìa. Phải mà, không tìm được con Trinh thì anh khổ lắm. Anh Phùng, anh tưởng tôi không hay biết gì sao? Chẳng qua tôi sợ bệnh tình của chị tôi trong hồi nguy ngập vì dồn dập khổ đau nên tôi nói chẳng ra lời. Nay con Trinh nó đã bỏ anh nó đi rồi, tôi không giấu giếm nữa mà làm chi. Anh Phùng, anh nói đúng lắm mà, con Trinh nó không về thì anh khổ lắm. Vì anh đi ai mà anh gả cho ông chủ nợ của nghĩ anh, tuổi đáng cha đáng chú ý của con nghĩ Trinh hầu anh trừ số nợ mấy trăm ngàn đồng. Ông Phùng, tuy tôi không biết đích xác như thế, nhưng khi ông đến đây cho tôi hay là con Trinh bỏ nhà ông đi, tôi thừa hiểu rằng ông đối xử tàn nhẫn với con như thế nào rồi. Trinh ơi, tại sao con không về đây với má? Má là một người bệnh nặng mà con là một ông thầy. Trinh, tôi tưởng nghĩ anh sợ để ở với chị tôi thì ảnh hưởng những điều xấu xa. Anh bắt nó đem về là chính tay anh nuôi dưỡng nghĩ con Trinh chu toàn. Nhưng tôi không ngờ, thật tôi hoàn toàn không ngờ. Bây giờ tôi nghĩ ra tôi càng thương cháu. Mới 17 tuổi cô biết suy xét gì đâu, ở bên cạnh mẹ thì sợ xấu xa, còn về bên cạnh đi ba thì lại càng thêm chua xót khi muôn phần. Bây giờ tôi biết nó đã ra sao, đất Sài Gòn mênh mông thì làm sao tôi tìm kiếm được nè. Cậu Tư ơi, cậu đừng buông ra những lời tuyệt vọng mà làm cho chị càng thấy xót xa. Dù như thế nào đi nữa, cậu cũng phải ráng tìm kiếm cháu đem về đây cho chị. Chứ bây giờ cậu có trách ai việc đã đến nông nỗi này rồi. Cậu Tư ơi, chẳng qua con Trinh nó vô phần bạc phước nên sanh ra nhầm cha mẹ nó chẳng ra gì. Nếu như cậu thương cháu, hãy tìm kiếm nó về đây, để cho đời của nó sau này khói chịu ngay trong ngay cánh bơ dơ. Thưa hai ông, đây có phải là nhà của bà Hằng, thân mẫu của cô Trần Lệ Trinh không? Dạ phải, chẳng hay có chuyện gì thưa thầy. Cô Trần Lệ Trinh vừa bị xe đụng không à? Trời! Chị Hai, chị Hai. Chị Hai à, chị Hai, con Trinh không có sao cả, nó về bây giờ chị Hai à. Mình à, con nó sắp về tới rồi mình à. Trời, Hằng. Chị Hai, con Trinh không có sao cả chị Hai à. Chị Hai, chị Hai. Thôi rồi, ba. À, con. Con sợ lắm ba ơi, ba đừng bắt con mà gả con trong già đó nữa ba ơi. Má. Má ơi, má đâu rồi má? Cậu Tư, má con đâu rồi cậu Tư? Sao cậu ngồi lặng im, cậu không nói lời nào? Hay cậu đã ghét con? Không, cậu thương con lắm. Nhưng má con đã chết rồi. Chết? Má! 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 Má ơi, con tưởng về đây con sẽ được mong, con mừng rỡ. Rồi con khóc thiệt nhiều và kể lể nỗi khổ đau. Nhưng trời ơi, con chưa kịp nói lời nào và má cũng chưa kịp ôm con mừng rỡ thì má với con đã...
ta chia rẽ đôi đường, tại vì con không có suy xét tận tường, con đâu còn thấy má nữa má ơi, con đâu còn nghe lời răng dạy thân yêu, còn này chớ đi chơi nhiều mà nghe bệnh hoạn nghe con, quần áo con đựng một tủ đầy, cũng chính một tay má xăm má mai, này má bỏ con rồi mà ngày quần áo vẫn còn đây, căn nhà cũ với bao kỷ niệm như đã phong kín một tâm tình, đâu y cũng thấy bóng hình má nghĩ âu yếm nhìn con. Cháu, đây là bức thơ tuyệt mạng, có lẽ má cháu linh cảm rằng phải xa con nên viết thơ này gửi lại cho con. Anh Phùng, chị tôi mất rồi, anh tính sao về phần con Trinh? Cậu cũng biết là tôi mà nếu không có con Trinh thì tôi khổ lắm cậu à. Nhưng mà trước cái tình cảnh này tôi cũng biết tính sao. Theo tôi á, anh nên lấy số tiền và vàng của chị tôi để lại cho con Trinh đây, đem về mà trang trải nở nần. Còn phần con Trinh tôi đem nó về Long Xuyên. Thôi, tiền bạc này cậu giữ lại để mà lo cho con Trinh. Phần tôi thì thế nào cũng bị tù vì nợ. Thôi, tôi về nghe cậu. Dạ. Ba về nghe con. Má. Thôi đừng khóc nữa cháu, phần số của cháu không có cha mà cũng không có mẹ nữa. Cậu, cậu. Đã nằm yên dưới ba tấc đất, năm đất vàng liễm kính thi hài anh và liễm cả tim em. Anh có biết chăng khi vợ con anh đang gào thét khóc thương anh, thì ngoài yên lành em cũng đang tuôn tràn ngấn lệ. Anh Minh ơi, 20 năm hận cũ chưa phai, tháng ngày sương pha mái tóc, rồi nay quỳ trước phần mộ của anh, em thấy tình yêu sống lại như thuở ban đầu. Trời ơi, một kiếp hồng nhan là vàng kiếp bi thương sâu, kẻ không mong sao lại được, còn người ước nguyện lấy chịu cảnh đơn côi. Cây từ nay đôi ngã chia phôi, em vẫn sống bơ vơ với tháng đợi năm chờ, nhưng chờ gì đây khi lỡ mối duyên tơ, mà cả cuộc đời là ngàn cay trăm đắng. Sống lại để con tim đau, tim rỉ máu chân thành. Anh Minh ơi, kể từ khi anh có gia đình, em cam sống như một người cô phụ, đốt lửa trong chồng chờ đợi suốt đêm đông. Rồi đến ngày nay phía cục cảnh ly tan, buồn muôn thuở tiếc thương người dưới mộ, nghe âm vang tiếng chuông chùa nức nở, vĩnh biệt nhau rồi tuôn đổ lệ sầu rơi. Kính lại thầy,
mô Phật không dám. Bần tăng ra đây là để hỏi tại vì sau khi hoàng hôn đã phủ trùm lên đầu cây ngọn cỏ, bà còn ngồi lặng lẽ khóc thàn nức nở trước ngồi mồ. Nơi bãi tha ma tiêu sơi vàng lạnh lùng quang vắng, chánh giả bần tăng bởi cảm thông nỗi niềm tâm sự. Nhưng bà chớ quên rằng nắng tắt lâu rồi trời đã phủ màn đêm. Bạch thầy, con thành tâm tạ lỗi, bởi trúc đã làm bận gia một nhà tu. Nhưng quãng đời nhiều cay đắng rồi, đến ngày này phải vĩnh viễn xa nhau. Con mong một lời an ủi để cõi lòng được vơi bớt khổ đau. Mô Phật, con hãy bình tĩnh kể lại cho thầy nghe những gì dở dang trong duyên nợ. Mặc dù trước khi đầu Phật xuất gia, thầy có nguyện rằng thầy sẽ gác bỏ ngoài tai những tiếng thị phi, những chuyện lòng ngang trái, để nơi chốn thiền môn được rảnh rang thơ thơi tâm. Giọt nước cành dương rủ hết đi mọi ưu phiền, lục tử Di Đà vô biệt niệm chôn lấp sự đời qua tiếng mõ hồi chuông. Mặc thế nhân ban lợi mua danh, mãi sâu xé trong bạc tiền chung đình, mà họ quên rằng tâm thốn khí tại thiên niên dùng, ba tóc hơi trá ranh mộng trong hầu. Nhưng đứng trước một con người đau khổ, thầy cũng thấy xót xa không ngăn môi thương sầu. Ôi đây cũng là hiện thân của tuyệt vọng khổ đau, là kết quả của luân hồi nghiệp chướng. Con có thấy không, đời sau lắm kẻ được êm đềm trong hạnh phúc, còn kẻ sao suốt đời toàn gặp cảnh không may. Ai không ham vọng lộng ngựa xe, ai không muốn vinh thế ấm tử. Nhưng kiếp trước đã tạo nhiều oan nghiệt, nên kiếp này lãnh lấy nợ tiền kiếp. Sao không lãnh tục tầm tiên, tay nương theo ánh đao vàng mà đi suốt cả đời. Niệm chữ từ bi còn vương cố nạn muốn khi bảo tàng. Bạch thầy, thầy giải chí lý. Suốt đời con không bao giờ dám làm một điều gì vô lương bao ái, thế mà vạn thương sầu vẫn đài đoá kiếp thừa sinh. Người nằm dưới mộ là người con đã gửi trọn cả tâm hồn và cả tấm băng trinh. Thế mà rốt cuộc rồi mộng ước cũng tiêu tan. Cho nên con với chàng mới rời ra đôi tan. Ngày chàng cứ hành hôn lễ là ngày con chết nát tâm can.
trong lòng một giọt máu rơi. Con phải cắn răng lìa bỏ gia đình, khi nỡ nhụy khai qua con tìm nhà người năm cũ. Ôi đức từng đoán ruột, khi con trao đứa trẻ cho chàng, chàng cũng nát lòng thầm gọi tiếng cô nhân. Con gạt lễ sầu con thơ, rồi đứng lên lặng lẽ ra đường. Trong khi đứa hài nhi vẫn não nùng tiếng khóc mê, nghe qua tâm sự thiên bằng tăng cũng xúc động thương con, mới biết chữ ai ân là nỗi khổ của nhân hoàng. Lượng sóng tình đã đưa đầy và chôn vùi bao kẻ trầm luân. Mô Phật, thế rồi sau khi trao đứa trẻ cho người yêu nuôi dưỡng, con còn có dịp nào gặp lại người xưa? Bạch thầy, 20 năm sau có một đứa trẻ tìm đến túp liều tranh của con nắng lòi đuổi xô măng nhé. Khi ấy con chỉ đứng lặng lẽ nhìn con mà suối lệ tuôn dòng. Nó đâu biết con đây là mẹ ruột của mình. 20 năm qua suốt một thời gian đằng đằng, đứa con cờ nó đã được thành nhân, đã không xót thương người mẹ bạc xô vô duyên, lại còn lớn tiếng phủ phàng xua đuổi. Con nên tìm đau từ giả túp nhà bé nhỏ, lạnh lùng đi không một lời thơ để lại cho chàng. Ôi hoàn cảnh của con thật chua xót biết bao nhiêu. Thế rồi người đàn ông nọ sau đó có lẽ đã biết được việc làm vô ý thức của cậu con trai, ông ấy sẽ xử trí thế nào? Bạch thầy, quá đau khổ dài dò thể xác, chàng đã thổ huyết bao phen. Bởi một bên là người yêu cũ, một bên là nặng gánh gia đình. Thế rồi sau khi chàng tìm đến tâm con để nói lên lời vĩnh biệt sau cùng, sau một đêm mưa chàng đã ra đi mãi mãi, gọi năm xương tàn với đất lạnh ngàn năm. Liếm kinh hình hài sơ xác tan thương, bởi con đau khổ chàng không chẳng vui gì trong hạnh phúc. Rồi chiều nay cũng như bao nhiêu chiều khác, con lại vào đây để than khóc bên mồ. Xin giả từ thầy, và xin thầy nhận ở đây lời cảm tạ chân thành. Khi con vừa nghe được những giáo lý từ bi, mà tâm hồn đã vơi đi phần nào đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin người hãy mang đuốc từ bi rọi ánh quang minh, kéo đường trần thế quá nhiều tôi. Khi chúng sinh còn dây đầy tội lỗi, bởi đắm chìm trong bể ái sông mê, chỉ có giọt nước cam lộ trong thanh tịnh bình thủy dương liễu, mới dập tắt trần gian những ngọn lửa phiền. Ôi
nhìn theo một bóng dáng heo gầy sau cấm thiền môn, lòng bằng đau cũng bồi hồi cảm xúc. Nam mô Lục Tử Di Đà, tu là tôi thức tình là dây quang.